Xin chào tất cả các bác ạ. Hôm nay thì em đang test chiếc máy bơm nước 24V lắp trên ô tô, sử dụng cho các cái mục đích như thế là bơm nước cung cấp cho tưới cây, thì vệ sinh xe, rồi là nhiều mục đích. Nói chung có dòng bơm này là dòng bơm 24V chuyên lắp trên ô tô tải các bác nhé. Ô tô tải 24V sử dụng hai bình ắc quy và mình đang test máy bơm này, rất khỏe luôn. Phun đi xa là đến 3m các bác ơi. Ống ra mình có về ống 21 và phun đi xa là tới 3m, cực mạnh luôn. Và bây giờ xem công suất thực tế của máy bơm đạt lúc này. Đây, 527W, 527W, ui giời, cao quá. 527W mà trên bao bì máy bơm là ghi có 320 thôi chứ. Này, trên bao bì máy bơm là ghi 320W, đẩy cao 20m, lưu lượng 68 lít trên phút. Nhưng thực tế thì nó đạt tới trên 500W, tức là lưu lượng của nó cũng sẽ cao hơn. Với lưu lượng như thế này thì 1 giờ của nó có thể đạt tới 6 khối. Có thể tối đa là 6 khối các bác nhé. Và mình đang sử dụng một cái bo mạch chuyển từ 12V lên 24V. Kích từ 12V lên 24V, cái bo mạch này công suất định mức là 360W, nhưng bây giờ nó đang hoạt động quá tải. Và nó đang hoạt động ở mức là 500W luôn. Nhưng mà bo mạch nó vẫn không việc gì cả, vẫn không hỏng. Có điều là nó hơi bị nóng, nó nóng quá. Nói chung là đang còn trụ được. Đây, công suất thực tế của nó này, 531W này này. Điện áp đầu vào. Ui. Dây nó không chịu được rồi các bác ơi. Dây này nó bé quá, thôi mình ngắt máy bơm cái đã. Cái dây của đồng hồ này nó bé quá. Bây giờ kẹp trực tiếp dây của cái bo mạch này vào đây luôn. Dây đồng hồ đo này thì nó hơi bé, nó không chịu được cái dòng lớn. Nếu mà trên 500W thì cái dòng của cái bình 12V này phóng ra là rất là cao, đến 40A, hơn 40A, rất lớn các bác ạ. Cắm lại điện. Con bơm này thì lần trước là em dùng cái giỏ của nó là cái giỏ bé quá, nước nó lên nó yếu. Nhưng đợt này là dùng cái giỏ chuẩn thì nước lên rất mạnh, rất khỏe. Đó, các bác thấy không? Nếu như mà cái công suất của nó cao hơn gần gấp đôi so gấp rưỡi nhá, so với công suất của máy bơm thì chắc chắn cái cột áp và lưu lượng của nó cũng sẽ gấp rưỡi các bác ạ. Như vậy lưu lượng của nó sẽ đạt 6 khối một giờ. 6 khối một giờ, ủa mạnh căng quá. Và cột áp của nó có thể lên cao tới 30m để cao. Như vậy là dòng này cực kỳ khỏe luôn. Và bơm này thì hút sâu cũng khá tốt, hút sâu đến 10m các bác ạ. Dòng này là có loại bơm, cái cánh của nó là cái cánh ép, ép sát vào cái đầu bơm ấy. Nó như là cánh, nhiều cánh, cho nên mà cái áp của nó rất cao và nó hút sâu cực kỳ tốt luôn. Hôm nay là em dùng cái ống hút là cái ống cốt thép kìa. Ống cốt thép và giỏ là giỏ to nhé, để cho nó đạt được cái lưu lượng tối đa của máy bơm. Chứ mỗi lần là dùng cái giỏ bé quá, nó không đủ nước để cho máy nó hút. Đấy các bác nhìn thấy không? Cực khỏe luôn các bác. Con bơm này mà các bác nào mà vệ sinh xe ô tô tải, lắp cho các hệ thống bé tưới ở trên xe môi trường ấy, xe làm sạch đường, rồi là xe tưới cây, sử dụng nước ở trên xe tưới ấy, cho các công ty môi trường, thì con này rất khỏe, rất mạnh luôn. Hoặc bác nào cũng có thể mua về con này để sử dụng cho gia đình, bơm giếng sâu, bơm nước sinh hoạt các bác nhé. Dòng này mỗi tội là giá nó thành nó hơi cao. Ở video này thì em xin kết thúc tại đây ạ. Em quay xa các bác xem là độ mạnh của nó này. Để mua sản phẩm thì các bác đừng quên đăng ký kênh của shop và liên hệ qua hotline 038 68 98 366. Website là máy bơm mini68.com. Xin chào các bác.